Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube UVA Mừng Trời. Camera Lò Anh Nhàn chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh UVA Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và một số sự kiện khác. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube UVA Mường Trời. Camera Lò Anh Nhàn chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh UVA Mường Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và một số sự kiện khác. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
lưu lại những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời của quý khách hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình vui lòng hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
của ngôi nhà thờ Đức Khang Trang và ông Lường Văn Hồng và bà Lường Thị Ơn, con trai là Lường Văn Sương và con dâu là Lò Thị Bình. Xin mời tập thể quý vị chúng ta cùng dành một tràng tay thật lớn để chào mừng đại gia đình. Vâng, kính thưa tập thể quý vị đoàn viên khách quý chúng ta thân mến, có thể đúng là trong cuộc sống của chúng ta ai ai cũng đều mong ước cho mình có được một ngôi nhà có tiếng cười chùa của trẻ thơ, có bếp lửa hồng ấm áp. Vậy để làm được một ngôi nhà đó chính là một kỳ công mà không phải ai ai cũng có thể làm được, đúng không ạ? Đó chính là sự chắc chiu và sự nỗ lực không ngừng của cặp vợ chồng hai bác. Từ đến ngày hôm nay đây, hai bác cũng đã dựng được một ngôi nhà thật khang trang với sự góp sức của những thành viên trong gia đình. Và hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2023, tức ngày 15 tháng 12 năm Nhâm Dần, tại tư gia của đại gia đình chúng tôi long trọng tổ chức đại lễ tân gia trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan viên khách quý và sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị quan viên khách quý. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc nhất của đại gia đình chúng tôi trong buổi chiều nay. Một lần nữa, ban chúng tôi cũng xin thay mặt cho đại gia đình hạnh phúc xin cảm ơn toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cô chú, chú bác và các bà trẻ nam nữ thanh niên đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chấp thời gian công việc và ngọc và thì giờ quý báu của mình trở về chung vui với đại gia đình chúng tôi trong buổi chiều nay. Một lần nữa, ban chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Xin chào các em, chúc phụ này vui đây. Đôi bạn đến đây sòi tàng chào tổ mía, cú em ra các bạn gửi ai sòng bọc bằng bao bì, nhắm châu khỏi lằng, tay huyết của nó là dây kìm có bản có cuống, cờ hình lại tì mi lại khẩu đi lẹm chém nam, cờ trắng phải đìn có trăm phải nằm có tướng tướng rất giàu xảo phà, nhất là tiền tết bạc châu cái tốt cái kéo mát cái nhất tiền mày lọ đau khá, hai cuống chơi dây kìm có bản có cuống cái nhất tiền mải tiền tiền tổ mía, và lúc đó gửi ai sòng nhất là bản tánh này là huyết thân chăn nương, hai cái bên hà này mưa đi bên chăn mưa sang bên chép mưa lẹm chơi thì chưa bận thùng với các tổ chức tánh là hình không trông mông trông tròn hơn mỡ với lại sòng cá mươi ảo tích lại co mẹ bị đồng tết sòng bản sản na lại huyện lại xã theo cả hạc banh vãi bìa bác đàn thảm lại của cái này tan tên tỏ họ buồn lẳng tay nhâm đi theo cả hảo khăn màn dưng bước đi xem khẩu hương thảo hương bên đi biết sập của hai bác chờ phòng đúng hảo thấy quân đoàn thoại đừng xa tìm với nơi ải em co mẹ cho phủ lại quân ơi có bước chờ phòng của mẹ ơi. Dạ vâng ạ, vừa rồi mình Dũng đã cùng là đại diện cho đại gia đình hạnh phúc chúng tôi cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị trong buổi trưa nay. Thì để cảm ơn tới toàn thể quý vị nữa thì đại gia đình hạnh phúc chúng tôi sẽ có một chén rượu nồng để cảm ơn toàn thể quý vị. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng rót ra một chén rượu thật đầy và nâng chiếc chén của mình thật cao lên để cùng nhau chung vui chúc mừng đại lễ tân gia của đại gia đình hạnh phúc trong buổi trưa nay. Trân trọng kính mời. Cái xe đại huyền, đại huyền thì nó mới cháy lỏ hòm chúc vào comment bên nào nữa sông bản sản na lại huyền lại xã mặc quanh bay bìa mang cản thảm lại quà cây lại tăng với tên tòa hòm quân ở tay mới đi sáu tiếng bay đi lại comment bên nào.